nóng, nghi vấn Ninh Dương Lan Ngọc lộ clip giường chiếu trên trang web đen. Hiện thông tin nghi vấn Ninh Dương Lan Ngọc lộ clip phòng the đang khiến người hâm mộ không khỏi sốc nặng. Hôm nay ngày 3 tháng 2, cư dân mạng đang chuyển tay nhau những hình ảnh được chụp lại từ một trang web phim 18 cộng, trong đó có loạt ảnh được cho là cắt từ clip nhạy cảm của một nữ diễn viên Việt Nam nổi tiếng. Theo trang web này, nhân vật chính trong clip là nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Trang web này còn ghi rõ thông tin của Ninh Dương Lan Ngọc với đoạn giới thiệu dài. Loạt ảnh cắt ra từ clip nhạy cảm đang bị lan truyền nhanh chóng và thậm chí còn được giao bán bản copy. Hiện chúng tôi đang liên lạc với Ninh Dương Lan Ngọc để làm rõ thực hư. Trang web có ghi rõ thông tin của Ninh Dương Lan Ngọc. Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những cái tên đình đám nhất showbiz Việt năm nay. Sinh năm 1990, nữ diễn viên gốc Sài Thành này đã đóng nhiều loại nhân vật, bao gồm mỹ nhân và phản diện. Tôi là một con tắc kè hoa và không thể bị đóng khung vào bất kỳ một kiểu nhân vật nào, Lan Ngọc nói. Năm nay, Lan Ngọc góp mặt trong nhiều tác phẩm khác nhau, trong đó có Lan Ninh Man Việt Nam, một chương trình truyền hình thực tế tập trung vào các trò chơi đã thành công ở Hàn Quốc và Trung Quốc trước khi được tái sản xuất tại Việt Nam. Trong mỗi tập, dàn diễn viên và khách mời tham gia vào các trò chơi khác nhau do đội ngũ sản xuất tạo ra. Trong chương trình, Lan Ngọc thể hiện tính cách thông minh, thân thiện, thu hút được lượng fan mới từ khán giả. Liên hệ với đại diện của nữ diễn viên, người này cho biết trong khoảng một tiếng nữa sẽ có lời chia sẻ chính thức. Lan Ngọc là nữ diễn viên được nhiều khán giả yêu mến thông qua các dự án phim như Cánh Đồng Bất Tận, Gái Già Lắm Chiêu, Cô Lại Vợ Bầu. Nhờ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, khả năng diễn xuất tốt, cô được nhiều người ưu ái đặt với danh xưng Ngọc Nữ của điện ảnh Việt. Thời gian gần đây, showbiz thế giới liên tục xuất hiện loạt clip deepfake, tức ghép mặt người nổi tiếng vào các video, mang nội dung khiêu dâm nhằm câu khách. Công nghệ này khiến nhiều nghệ sĩ lao đao, lên tiếng đòi bảo vệ quyền lợi.